Trận thi đấu chung kết của bên kia Pho, bên kia Roman và Egypt, bên này là Pho cả gì đây, Pho và chó. Vâng, chúng ta cũng chỉ cân thôi. Roman Egypt, bài gần đi phải mở mắt ra thấy hai voi rồi mà dừng chưa thấy. Đấy, không biết chiến thuật sẽ là gì ấy. Sẽ là một bài hai chém hay là một chém một cung. Rồi, xuất hiện ngay hai anh sư tử. Nói chung là kháng khuyến mại thì cũng hết đác thôi. Cẩn thận tía nói vồ cho. Hết sức cẩn thận. Quay sang máy trôi đi. Mình mấy tôm đây. Vừa quay sang thấy ngay bãi quả. Rất tươi. Bà chỉ cần hai voi nữa thôi. Vừa pha phi hơi chuột. Một bài này bài gỗ khá xa. Em chưa thể có thể lên sớm được. Em đầu sẽ thiết kế rất muộn. Đồ gỗ xa lắm. Tách một dần nữa đi dò rồi. Liệu thấy hai voi không? Rồi thì là một con rồi. Đây rồi, hai con rồi. Trong bóng mờ tự nhiên nó ra thêm con nữa. Thế như vậy bài đã đủ đồ rồi. Tôm cần phải thi đấu tốt. Trận này mới có cửa. Bên kia hai quân tuyển về cả chém ép đời sớm lẫn cung tuyển. Đàn heo đầu đã về rồi. Phút thứ 5 mình mới được 40 gỗ thôi. Trận gỗ khá xa. Anh thì đã thấy hai voi từ đầu. Đã có S rồi. Một bài Pho thì S cũng thiết kế sớm thôi. Xa xa là bãi quả, bãi hiêu. Bài đủ đồ rồi. Cả hai bài khá giống nhau khi đều có quả, đều có voi và đều có hiêu. Anh đi đang đóng thêm này. Gunny đang hình như đang vẽ lên đến 100 luôn rồi. Gunny đang học Linda với nghệ sĩ bo nhà rồi. Tham 27 trên 100 rồi. Tiếp tục làm cái e nữa. Hình như càng nói là càng vẽ rồi. Đúng là nhà có gỗ là khác. Chỉ là mấy tép thúp lều thôi. Anh đi cố gắng thiết kế thêm một cái S thụt nữa. Bài kích đời khá sớm của Gunny. 7-4x với 2-5 dân thôi. Không biết mấy con trong có ăn được không. Đây rồi, cái S thụt, đây rồi. Một bài khá khỏe đây. Trở lại với tôm thôi. Tôm không biết tham lên bao nhiêu rồi. Vòng 23 trên 24 thôi. Tưởng 23 trên 36 thì kinh. Bài lên đời khá sớm thôi. Gió S đầu hơi muộn thì lượng gỗ nên hơi nên không được dồi dào lắm. Vẫn là một bài kích 10 của tôm thôi. Quan trọng là 10 sớm hay 10 muộn. Thôi mồ Gunny là người đánh cung nhưng mà lên sớm nhất map. Vậy là bài 10 bãi thôi. Tôm lên sau còn nguyên bãi quả, nói chung cũng rất khỏe. Bãi hiêu xa xa nữa.
Vàng thì cạnh BB rồi. Nhưng cây gỗ cũng sẽ ken được không? Nếu không ken được thì chặt đi thôi. Mình gắn đi lên cả giáp rồi. Đây rồi, một bài 18 này cũng khá sớm của Long 1. Cẩn thận bãi ruộng sẽ bị chọc. Con ngựa giò đi đâu rồi? Đây rồi, con ngựa giò phi thẳng vào bãi ruộng rồi. Như con ngựa giò đã phi thẳng ra nhà tôm rồi. Tôm phải cẩn thận vào. Con giò như đã có công giáp đầy đủ rồi. Mèo mèo cũng đã có tê rồi. Bài mèo mèo là bài con rừng dừa thôi. Vừa xuất hiện cánh rừng dừa ở đây. Chưa thấy con giò sang. Phải cho con giò đi đâu rồi? Rồi con giò đang dình chọc đúng nổ đúng cái PP của căn của tôm. Phá rất dị. Rồi chết ngoài nên ôm bằng chết meo meo thôi. Không có thể cho meo meo sống được. Có tiếng chém bong bong ở đâu rồi? Không, chém ngăn đi chứ không phải chém tôm. Tôm nên đi chém đi. Ngăn đi đang bị chém rồi. Nhưng Gunny vẫn sẽ đỡ được nhà thôi. Một bài nên rất sớm của Gunny này thì không bao giờ sợ chém. Một bài đang là bài 2L cho nó một ở đây rồi. Cứ tưởng một pha lọt nhưng mà chỉ lọt vào một con. Rồi bo xong thì xúc luôn cả bãi heo đi. Một bài như thế này đã đủ cho meo meo bo khá tốn lực rồi. Meo chỉ là một bài một cánh rừng thôi. Bài meo meo chỉ là một cánh rừng. Gunny đã thủ được nhà chưa? Cần một tơn chéo cánh cho nó cho Gunny cũng được. Khi bài 6 là bài chống chéo rồi, cũng không có thể chém được nhiều dân đâu. Để một pha chéo cánh dành cho tôm. Đây rồi. Wow. Ruộng. Rồi một pha đẩy quân rồi. Như vậy là meo meo cũng đã đẩy quân vào nhà của tôm. Đây rồi, vào ăn ba dân, phủ quan lại chém nốt mấy con chém đấy luôn. Quậy phệt luôn hai con này đi. Rồi bắn đi, gắn đi, đứng lại bắn. Rồi chích đi, chích điện cho nó buốt đi. Tôm vẫn giữ được cái tham 26 thôi, chưa phải chết sâu cho lắm. Tôm vừa có pha lọt vào nhà của lo một cũng ăn khá khá dân rồi. Bây giờ chắc Gunny sẽ là người khỏe nhất map thôi. Bây giờ hình như có pha đang đi luồn luồn để nên lấy tham của tôm. Rồi một pha ớt kia tươi. Một pha bắt được 5 môn cung của meo meo rồi. Đúng rồi. Dí đi. Dí đi cho mạnh vào. Rồi. Một pha rất là nhạy cảm của Gunny. Rồi, tươi rồi. Đây một pha lo một đang muốn mon men lại đến lo một ư? Rồi hơi đen là hết gỗ. Trời, như đang chém cái gì kia. Chém cái gì ở nhà kia? Chạy rồi. Bãi ruộng của Gunny hơi nguy hiểm khi không có dãy ở ngoài. Nếu bị đục vào sẽ mất rất mất tay. Đây rồi, tờ này lên thì nó một sẽ gọi anh mèo sang ngay. Nhưng mà anh mèo còn đang rất mất tay với tôm rồi. Đây rồi, lại có pha nó một lại phi lên. Xóa bao lần chưa chừa. Rồi đi sai rồi. Rất nhanh chóng thì số 3-0 của CDO thứ 4 rồi. Đã là 2 điều về C.